Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, vừa có chuyến thăm và làm việc tại Italia. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Italia trong năm 2023. Tại thủ đô Rome, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với thị trưởng Roberto Gualtieri Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Italy nói chung và thủ đô Rome nói riêng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là trên các lĩnh vực tiềm năng như quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển thành phố thông minh, giáo dục đào tạo, bảo tồn giá trị di sản văn hóa, du lịch và môi trường. Chia sẻ về những kinh nghiệm trong quản lý đô thị, thị trường thành phố Rome, Roberto Guantieri tin tưởng rằng trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và italy việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các thành phố địa phương hai nước sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp cùng ngày tại buổi làm việc với lãnh đạo cơ quan bảo tồn di sản văn hóa rome bà anna maria serioni phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã nghe những chia sẻ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đưa chúng vào phục vụ du lịch bằng việc ứng dụng những phương pháp tiên tiến từ hệ thống pháp luật chặt chẽ quy định cụ thể việc xây dựng và sử dụng các di tích văn hóa đến việc đào tạo nhân sự Sở Giao thông Vận tải vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ cần hoàn thành để đủ điều kiện phê duyệt dự án đến nay đều chậm so với kế hoạch ban đầu, yêu cầu hầu hết là chưa hoàn thành. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ban giao thông khẩn trương giả soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, bảo đảm đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các dự án thành phần, bảo đảm tiến độ. Để triển khai một dự án hạ tầng giao thông nhất là các dự án đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước với vai trò chủ đầu tư sẽ giao cho ban quản lý dự án làm đại diện triển khai công trình với những khâu quan trọng như lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công. Vì vậy, trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án rất quan trọng trong bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Dự án nâng cấp đường tỉnh 292 đoạn qua địa bàn thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đoạn đường thi công giang dở, bụi bặm, mặt đường lồi lõm, ổ trâu ổ gà. Hiện trạng này đã diễn ra cả năm nay. Ổ gà đây này, xe mà đi nha tiếng xe nha còn rung như tiếng bom hơn một năm nay rồi mà không làm cho dân được đỡ bụi Đấy. về lâu dài thì sẽ tiêm mẩn tai nạn giao thông ở đây bởi đây 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 là cái hố đơn vị ba bảy nó đổ đây đổ đất đây chỗ này rất sâu xe còn thụt rồi kéo lên rồi không chỉ những đoạn thi công giang dở những khu vực được xem là đã hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa cũng khiến người dân bức xúc như nhà tôi đây chẳng hạn cao này nhưng mà giờ coi như là con chỉ con chạy đường nâng lên khoảng độ 5 60 phân nữa thì mọi người dân từ dưng là thành ra là trũng sâu ở dưới, đường xấu hơn trước và bụi hơn trước. Coi như giờ xe cộ các thứ là thường xuyên là ách tắc. Theo phản ánh của người dân, khu vực cốt nền đường cao, đơn vị thi công lại tiếp tục nâng cao mặt đường, còn ở khu vực nền đường thấp lại tiếp tục bị hạ thấp hơn. Cùng với đó là hệ thống cống thoát nước cũng không đồng bộ khiến trời mưa là ngập. À, đường, đường, đường cũ ở trên dốc phố thì đã cao thì lại còn đổ đất cho nó cao lên bây giờ vỉa hè cao hơn lòng nhà người ta thế bây giờ chiều chỗ nhà tôi là thì lại bây giờ lại cào đất đi vét đi 50 phân để bây giờ đường nó thấp xuống cống để cho nước nó chảy nhưng mà xây như thế này là nước không có chỗ chảy cứ có mưa đến là bắt đầu là mỗi nhà thành như một cái ao trước cửa luôn. Bây giờ báo với cả cả cái người thi công đường thì bây giờ người ta bảo người ta không có trách nhiệm với cái đoạn lửa đường này người ta đổi cho đội thi công khác. Thì bây giờ chúng tôi không biết là đề nghị vào đâu, kêu vào đâu đấy khi mà mưa mấy cái thứ hoặc là những cái nước bật nước thải là nó chảy hết lên trên này Thế là không mà nó không xuống được cống luôn đấy thì là nó bị gây bẩn này nhà nào cũng mỗi nhà một tí một tí chắp phá vào đấy Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 292 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang là chủ đầu tư, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại 379 là một trong những đơn vị trúng thầu thi công chúng ta phải nói kể cả theo quy định pháp luật và thực tiễn thì cái chủ thể có ảnh hưởng lớn nhất, quyết định nhất đến tiến độ, đến chất lượng là các ban quản lý dự án. Và tôi cho rằng là ban quản lý dự án là cái không quan trọng nhất. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 292 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sử dụng nguồn vốn đầu tư công, kỳ vọng sau khi nâng cấp sẽ thuận tiện và bảo đảm an toàn hơn. Thế nhưng việc thi công chậm trễ và chất lượng thi công lại đang khiến người dân bị ám ảnh bởi nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bộ Tài chính cho biết ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch. Trong số đó, vốn trong nước đạt mới chỉ hơn 60%, giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt sấp xỉ 28%. Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy hiện có 16 bộ và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60% như Thanh tra Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đạt 100%, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt 99,47%. Tuy nhiên vẫn còn 27 bộ và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% như thành phố Hồ Chí Minh đạt 25%, Hà Giang đạt 31,4%, Cao Bằng đạt 32,6%. Ngoài các đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, hiện Bộ Tài chính tiếp tục nhận được văn bản đề nghị giảm kế hoạch vốn năm 2022 của 22 bộ cơ quan trung ương đối với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là hơn 7.969,9 tỷ đồng để đẩy mạnh tiến độ giải ngân bộ tây chính đề nghị các bộ cơ quan trung ương và địa phương bộ tây chính đề nghị thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo tại nghị quyết và chỉ thị của chính phủ đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện thủ tướng phạm minh chính đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung trung ương và địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần xử lý nghiêm việc ngân hàng ép khách hàng mua các loại bảo hiểm. Hiệp hội doanh nghiệp Hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và hội doanh nghiệp ngành nghề trên địa bàn đã có phản ánh tới ngân hàng nhà nước về việc khi doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Việc làm này làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, khó khăn hơn cho doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng tăng cũng như không đúng tinh thần cải cách hành chính của ngành ngân hàng. Chính vì vậy, ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm ra soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân. Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ngân hàng cần tuân thủ các quy định về lãi suất, tỷ giá, đặc biệt quản lý ngoại hối dịp cuối năm, nhất là chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, chi trả và thu đổi ngoại tệ. Năm 2022 là một năm thành công của xuất khẩu thủy sản Việt Nam bởi sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Kim ngạch xuất khẩu tới cuối tháng 11 đã cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ, dự đoán đến hết năm 2022 sẽ cán mốc 11 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu tôm đạt mức 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% Xuất khẩu cá tra đã vượt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021 và có thể đạt mức 2,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tương tự, sản phẩm cá ngừ lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói, yếu tố thành công năm 2022 được đánh giá là tâm lý kiên trì của doanh nghiệp trong cơn biến động về COVID-19, lạm phát và chiến tranh, nhưng doanh nghiệp thủy sản vẫn tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính phủ tiếp tục nuôi cá, nuôi tôm, sản xuất để chờ Thêm nữa là giá tăng do một số thị trường sau dịch có nhu cầu lớn. Theo Vasep, dự đoán cho năm 2023 thế giới đang bất định, nhiều yếu tố không thể định đoán được. Thị trường Trung Quốc chưa thể mở cửa sớm được trong cuối năm nay mà có thể từ quý 1 hoặc quý 2 năm sau. Thứ hai là có rất nhiều đơn hàng phải rời lại trong việc giao cho đến cuối quý 1 năm 2023, do đó cần phải chờ đợi. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp thông tin trước ngày 25 tháng 12 cho người lao động về tiền lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023, các khoản trợ cấp hỗ trợ cho người lao động, sang qua Tết, hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm, thời điểm trả lương thưởng. Doanh nghiệp cần bảo đảm thanh toán đầy đủ đúng thời hạn theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng nợ lương thưởng. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, cần trao đổi với tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở để phối hợp có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ người lao động. Thưa quý vị, Nậm Pồ là một huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Những năm qua dù địa phương này đã quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất trường lớp học Tuy nhiên hiện nay ngành giáo dục và đào tạo Nậm Pồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất trường lớp. Năm học 2022-2023, toàn huyện Nậm Pồ hiện có 40 trường, 776 lớp với tổng số hơn 20.500 học sinh. Thời điểm hiện tại, huyện Nậm Pồ đã xóa thành công phòng học tạm tranh tre nứa lá. Tuy nhiên vẫn còn nhiều phòng học bán kiên cố, ba cứng toàn huyện hiện vẫn còn thiếu khoảng 200 giáo viên chủ yếu là cấp mầm non do số lượng và tỷ lệ trẻ ra lớp học năm sau đều tăng so với năm học trước trong khi chỉ tiêu biên chế được giao còn hạn chế nhiều giáo viên xin nghỉ chuyển công tác về miền xuôi Chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới thì được các cấp các ngành quan tâm và kiên cố hóa nhiều hơn nữa để các cháu có một cái môi trường học tập thuận lợi nhất và ấm áp để các cháu yên tâm học tập. Đối với giáo viên của trường tôi thì là về số lượng học sinh đông và ở vùng sau vùng xa này nhưng mà đối với các đồng chí vẫn luôn yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo cấp trên giáo phó. Rồi đặc thù của một cái huyện vùng cao thì cái việc mà dân gửi con đối với các nhà trường ấy, thì gần như là gửi hoàn toàn cho thầy giáo cô giáo nhưng ngoài việc dạy ra thì việc chăm sóc cho cháu hết sức vất vả để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên phòng giáo dục và đào tạo huyện nậm pồ cũng đã chỉ đạo các trường chủ động giả soát sắp xếp giáo viên khoa học hợp lý tiết kiệm biên chế tăng cường giáo viên cho những trường thiếu nhiều giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy và học tăng cường học sinh trên lớp để giảm số lớp học phòng giáo dục và đào tạo huyện nậm pồ cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng giáo viên xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn